Audio Jungle. Xin chào bà con, thì hôm nay mình quay clip này để thông báo bà con về cái tình hình mà hiện tại vào tháng 12 này, đó chính là ngày 27 tháng 12 2018 này á, thì sẽ xuất hiện cái hiện tượng là áp thấp nhiệt đới á. Thì không biết có dự kiến mình á, thì không biết có vào ở đất liền ở Đắk Lắk chúng ta không, Tây Nguyên chúng ta không. Nhưng mà hôm nay mình sẽ quay clip này sẽ nhắc nhở bà con một số phương án để phòng, để tránh tình trạng mà bơ chúng ta trong giai đoạn đang siết nước á, thì dẫn đến tình trạng mà phát đọt và đi đọt tiếp theo. Thì đó là cái phương án mình nhắc nhở bà con trong giai đoạn này để cần thiết mình nên làm. Thì hầu như tất cả các vườn bơ trên ở Tây Nguyên chúng ta á, thì có những vùng đã phun chặn đọt hẳn ngọn á, từ 1 đến 2 và có thể có vườn đã 3 lần rồi. Thì tất cả các vườn chúng ta thì lá hiện tại ở đây cũng đang rất là già đều. Thì có những vườn á thì nụ cũng đang hình thành và có những vườn á thì nụ đang lớn. Thì đó là tùy vào khu vực và tùy vườn, vì khí hậu năm nay nó rất là thất thường. Thì năm nay có hiện trạng là những vườn á bơ nở hoa sớm rồi nở không đều, nhưng mà tỷ lệ đó thì rất là ít. Còn đa số là tất cả các vườn bơ bà con dân chúng ta thì hiện tại đang nằm trong giai đoạn là siết nước, tạo nụ, phân ống hoa. Thì đây là một cái vườn bơ mình quay con xem á, thì toàn bộ cái vườn này đã tạo nụ hết rồi và siết nước hết đầy đủ rồi. Thì công tác này cũng rất là an toàn cho bà con, nhưng mà cái thời tiết năm nay rất là xấu và bất lợi cho bà con, là hiện tại tới tháng 12 rồi đó, nhưng vẫn còn áp thấp nhiệt đới có thể hình thành bão đó. Thì cái này là theo dự kiến của mình thôi. Thì với clip này mình sẽ nhắc nhở và thông báo sơ bà con về những cái phương án bà con nên làm để duy trì được cái bơ chúng ta trong giai đoạn này á, nó tạo nụ tốt và không bị phát đọt. Vì hầu như tất cả các cơn mưa á, thì bà con để ý nha, tại sao á bà con tưới nước á thì cái bơ nở hoa không sao hết, nhưng mà mưa xuống á mà cái bơ chưa nở hoa đang thành nụ á, tại sao cái bơ nó phát đọt hết. Thì cái này mình cũng đã giải thích rất nhiều cho bà con rồi, hầu như ở clip năm 2017 và 2018 á thì cũng nói rất là nhiều. Vì trong nước mưa á, thì nó có lượng đạm rất là cao, nên nó ảnh hưởng đến hoa, cây, rồi nó có phát đọt rất là nhanh. Mà chúng ta tưới nước á, thì tỷ lệ đọt sẽ không có phát triển và cũng không có đi bao nhiêu hết. Thì đó là hai cái vấn đề mình nhắc nhở con xem và đưa ra phương án khắc phục. Thì với kinh nghiệm của mình á, thì mình hướng dẫn sơ bà con về cái thứ nhất á, là bà con canh thời tiết khí hậu từng vùng á, thì bà con nên phun thuốc chặn đọt trước khi gặp thời tiết mưa cho mình, để tránh tình trạng mà những cái nụ này nó đi đọt hết. Và cái thứ hai nữa là bà con trong khi thời gian chuẩn bị mưa á, thì đối với những vườn bơ á, mà lá đã già chẩn rồi đó, có nụ rồi đó, thì trong thời gian chuẩn bị mưa bà con có thể bón cho mình từ nửa ký đến một ký kali đó, tùy vào cây và năm tuổi của ai nha. Thì đó là đối với mưa nha, mình nhắc lại là đối với thời tiết chuẩn bị mưa á, thì bà con làm, hoặc là trong khi mưa bà con có thể rải phân kali cho mình luôn để cho tình trạng đứng lại mà tạo nụ phân ống hoa cho nó chuẩn lại. Cái đó là mình duy trì để mà chuẩn bị cho cây bơ chúng ta nó không bị đi đọt tiếp. Và cái mục đích chính của mình á, vẫn nói bà con là phải phun thuốc hãm ngọn chặn đọt trên cây bơ bút để tránh tình trạng nó đi đọt hết, thì cái việc đó sẽ ảnh hưởng đến năng suất cây trồng của cây bơ chúng ta. Vì hầu như toàn bộ giai đoạn này á, thì riêng mình nghĩ và như bà con á, thì cũng nghĩ sẽ hết mưa rồi, vì đã tới tháng 11 âm lịch rồi và cũng chuẩn bị sang tháng 12, thì thời tiết mưa năm nay rất là khó, rất là lộn xộn, nên dẫn đến tỷ lệ làm bông và làm nụ của cây bơ chúng ta nó sẽ rất là khó. Vì nhiều vườn gần đây bị ảnh hưởng của cơn bão số 9 á, số 8, số 9 á, thì toàn bộ những vườn đó ở khu vực như là Bình Phước đó, rồi Đắk Nông đó, thì những cái vườn đó mình cũng có đi và tham khảo, thì bà con nông dân nói là bị ảnh hưởng cơn mưa đó thì đọt đi rất là nhiều, nên bà con phải đợi thêm một thời gian nữa, lại siết nước, lại bón phân, lại phun chặn đọt nữa, thì cái thời gian nó bị trễ, nó cứ trễ dần đó, thì nó rất là làm khó cái thời gian mà tạo nụ phân hóa mầm ho cái bơ chúng ta. Thì qua đó mình chỉ đưa ra những phương án cho bà con khắc phục được. Thì cái thời gian thời tiết năm nay nó mưa rất là nhiều so với năm ngoái, thì khi mà giai đoạn mà siết nước như thế này, mình cũng khuyên bà con là xử lý nấm bệnh, sâu bệnh hại trên cây bơ chúng ta cho thật kỹ, để cho chuẩn bị cho vụ nở hoa 2019 nó được thuận lợi hơn, không có sâu bệnh và nấm bệnh ở trên cây chúng ta, thì dẫn đến tình trạng mà đậu hoa nó sẽ được cao hơn. Thì đây là một vườn bơ mình đi quay cho bà con xem về cái công tác mà mình đã hướng dẫn cho bà con nông dân phun thuốc hãm ngọn chặn đọt. Cái bơ đã được 3 lần á. Thì tùy vào vùng và khí hậu á, thì có những vườn á đang có nụ nhỏ, có những vườn thì lá già đều đang tạo nụ. Nói chung là tùy vào cơ chế của mỗi vườn, chúng ta có những cái cây nó phát triển cơ chế nó khác nhau.
Nhưng qua đó mình nhắc lại một lần nữa, đó là bà con sẽ chuẩn bị cho mình phun con thuốc chặn đọt hãm ngọn nó cho cơn mưa sắp tới này. Thì hiện tại từng vùng, có những vùng đã ngày nay đã mưa rất là lớn rồi, và có những vùng ngày nay ảnh hưởng sương muối sơ sơ hay là mưa phùn thôi thì không có mưa lớn. Thì qua đó bà con chuẩn bị công tác cho mình nha. Thì đây là mình sẽ thông báo với bà con về tất cả các phương án mà cái kinh nghiệm của mình đã chia sẻ với bà con. Thì tùy vào đó mình cũng nói là đối với bà con chúng ta, mỗi người sẽ có nhiều cái kinh nghiệm khác nhau và mỗi phương án khác nhau để chăm sóc cho vườn bơ của mình nó đạt được năng suất rất là cao. Thì không có vườn bơ nào giống vườn bơ nào. Thì qua đó mình chỉ quay clip này chủ yếu là chia sẻ cho bà con. Thì bà con nếu thấy cái nào đúng hợp lý thì bà con có thể áp dụng vào vườn của mình, và cái nào không hợp lý thì bà con có thể không áp dụng. Cái này mình chia sẻ là chính, mình không bắt hay là ép buộc bà con làm theo quy trình của bên mình. Nên một thế đó mình nhắc nhở lại bà con đã đưa ra những cái phương án mà thích hợp và hiệu quả nhất để cho bà con làm cho cái vườn mình nó đạt năng suất cao. Thì thế bà con chuẩn bị cho mình hai cái yếu tố yêu cầu nhất, thứ nhất là kali và cái thứ hai là phun thuốc chặn đọt. Đó là để khắc phục nếu mà gặp tình trạng là mưa lớn hoặc mưa kéo dài. Thì dự kiến của mình là cái mưa này sẽ kéo dài tầm khoảng cỡ gần một tuần. Thì đó là dự kiến của mình nếu mà đi vào trực tiếp ở tại khu vực Tây Nguyên á thì ảnh hưởng rất là nhiều. Thì còn một lần nữa thì bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi tất cả các video ở bên trái cây thương mụ lắc. Mình sẽ luôn luôn quay những cái video và nhắc nhở bà con về cái thời tiết và cái khu vực mà chuẩn bị chúng ta làm hoa trên cây bơ bút của chúng ta. Còn toàn bộ cái vườn này á mình quay lại bà con xem và kiểm tra công tác bơ đang hình thành nụ. Xin cảm ơn bà con ạ. À.